Sáng ngày 18 tháng 10, ông Vũ Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ. Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 19 phút ngày 18 tháng 10, xe bán tải chưa rõ danh tính người điều khiển đang lưu thông trên đường liên xã Nam Bình Thuận Hạnh, Thuận Hà, huyện Đắk Song đã bất ngờ mất lái, lao xuống mương nước. Hậu quả vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ. Xe bán tải hư hỏng nặng. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc thôn 6, xã Nam Bình và khá vắng người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Các nạn nhân tử vong gồm N, sinh năm 1993, chú tỉnh Đắk Lắk; H, sinh năm 1994, chú tỉnh Quảng Trị; Q, sinh năm 1995, chú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Hai nạn nhân bị thương là T, sinh năm 1995, chú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, và VQ, sinh năm 1984, chú xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song.